Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy với bạn tuổi Tý đón nhận tuần mới với tâm trạng hân hoan khi vận tình tuần này của bạn khá rực rỡ, hầu hết với những khúc mắc trong công việc, cái chuyện tình cảm và các mặt khác trong cuộc sống đều đã được bạn tháo gỡ một cách tốt đẹp và tuần mới này với bạn tuổi Tý, bạn cảm thấy như mình có thể là một người may mắn nhất trên thế gian này khi mọi việc đều được suôn sẻ theo như ý muốn và mang tới cho bạn có được nhiều thành tựu khiến cho bạn hài lòng và bạn thoải mái thể hiện hết sức của mình bạn sẽ nhận được thành tựu xứng đáng với mình mà thôi đầu tuần mới này với bạn tuổi Tý vẫn có thể phải đương đầu với một vài khó khăn nhưng thách thức đồng thời cũng là cơ hội để cho bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để tập trung phát huy khi đã tìm được mục tiêu cho mình bạn cứ thế mà thẳng tín với sự hỗ trợ của thiên ấn xuôi rọi nhé Tuy nhiên trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý trong tuần có đại hao là hung tinh rình rập đe dọa làm cho vận trình tài lộc của bạn có thể bị thất thoát ngoài ý muốn do phải dùng tiền để xử lý những việc ngoài dự kiến và tốt nhất với bản mệnh tuổi Tý cần phải bình tĩnh và sáng suốt để tránh đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho tài lộc của mình bị hư hao. Từ tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Vận trình của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, tâm trạng của bạn đang có sự bất ổn khá rõ rệt, đó có thể là nguyên nhân cho những rắc rối sau này. Bạn mệnh hành động khá cảm tính để cảm xúc chia mờ lý trí, cho nên có những lúc chưa tính toán cẩn thận, cho nên đã vội đưa ra những quyết định theo tâm trạng của mình lúc đó trong công việc của bạn tuổi sửu tuần mới này với bạn dễ bị mất tập trung phân tán tư tưởng làm trước quên sau thậm chí bị cấp trên phê bình vì không hoàn thành nhiệm vụ may mắn là bạn lại đang có được chính ấn ở bên cấp trên thường xuyên đôn đốc và kiểm tra gắt gao cho nên bạn chưa tới mức trượt dốc phạm lỗi lầm quá nghiêm trọng bạn cần phải nhớ rằng hãy lấy lại tinh thần càng sớm càng tốt bạn tuổi sửu nhé Giữa tuần với bạn tuổi sửu đang gặp được chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho bạn đang có được nguồn tài chính ổn định bản mệnh không phải luôn nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc ở thời điểm hiện tại bên cạnh đó có những nguồn thu đều đặn từ công việc chính hay là ngày tay trái giúp cho những kế hoạch về tiền bạc của bạn khá có triển vọng trong tương lai gần còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu trong tuần mới này ạ cũng không được sáng sủa cho lắm. Tình duyên ám đạm, bạn dường như đang khá hấp tấp khi muốn nhanh chóng đặt tên cho mối quan hệ hiện tại mà không để tâm tới cảm xúc của đối phương dành cho mình ra làm sao. Hãy cứ từ từ để tìm hiểu, thuận theo tự nhiên, cùng nhau trao dồi những tình cảm để phát triển một cách bền vững, chứ đừng có đốt cháy giai đoạn như vậy bạn tuổi xỉu nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần bước sang tuần mới, hứa hẹn sẽ có những điều mới mẻ đến với bạn, nhưng đó là tốt hay là xấu, còn phụ thuộc vào cách bạn đón nhận chúng. Bạn hãy cứ cố gắng giữ một tâm thái bình thản nhất bạn sẽ thấy với những khó khăn đến đâu cũng có cách giải quyết của nó. Và với bạn tuổi dần, nếu có kế hoạch quan trọng trong tuần mới này, bạn nên ưu tiên thực hiện vào đầu tuần để cho mọi việc diễn ra được suôn sẻ nhất. Thời điểm này, bạn mạnh tìm được cơ hội để khẳng định bản thân, gây được ấn tượng tốt với lãnh đạo, thậm chí thực thần chiếu mệnh, quản chứng tỏa bạn có thể có được sự thăng quan tín chức nếu như bạn làm tốt nhiệm vụ được sao nữa. Cái nguồn tài lộc của bạn tuổi dần trong tuần mới này cũng được hội tụ chủ yếu vào đầu tuần. Khi đó, với bạn tuổi dần sẽ có được những điều mình mong muốn. Thiên tài chiếu mệnh mang tới cho bạn có được những tin vui khi mà với bạn tuổi dần thông qua sự nỗ lực cùng với tài năng của chính bản thân mình mà nhận lấy sự may mắn, xứng đáng có được tài lộc về tay. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm cá nhân của bạn với bạn tuổi dần đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho nửa kia mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra giữa hai người. Bạn cũng nên kiểm điểm lại bản thân, xem thái độ của mình có phải là nguyên nhân khiến cho đối phương bất bình đến như vậy hay là không. Tình cảm vun đắp bấy lâu có thể sẽ sụp đổ nếu như cả hai đều cứng đầu như vậy. Từ vi tuần mới của bà tuổi Mão từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão bước sang tuần mới đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần khá ổn định, không có điều gì đáng phải lo ngại nhưng đó cũng là lý do khiến cho bạn có xu hướng chủ quan. Bạn mạnh nên nhớ là cần phải tập trung để tránh xảy ra những sai sót nhỏ. Chúng rất mất thời gian cho việc sửa chữa và có thể ảnh hưởng tới kết quả toàn cục nữa bạn tuổi mão nhé. Trong tuần mới này với bạn tuổi mão cũng đang gặp thương quan chiếu mệnh chủ về thị phi xuất hiện, cảnh báo bạn tuổi mão có thể phải phiền lòng về những chuyện nhũng nhiễu bên ngoài. Vì vậy, bạn cũng không nên quá để tâm cứ bỏ ngoài tai những lời nói độc hại không mang tới bất cứ tác dụng nào cho cuộc sống của mình. Khi đó, bạn sẽ thấy được cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều. Những ngày đầu tuần với bạn tuổi Mão đang có được chính tài và thiên tài cùng đồng hành ở bên, cho nên với bạn tuổi Mão có thể yên tâm để kiếm tiền không nguôi tay. Dù làm nghề gì, dù là người kinh doanh buôn bán hay là dân công chức, làm công ăn lương thì bản mệnh vẫn dụng rịnh tiền bạc trong tay. Tuy nhiên, trong tuần cũng đang có ngũ quỷ là hung tinh chiếu mệnh đe dọa tới sức khỏe của bạn. Bạn chớ nên chủ quan coi thường sức khỏe bởi đây là tài sản vô giá. Một khi đánh mất nó, dù có dùng bao nhiêu tiền, bạn cũng chẳng thể lấy lại được nguyên vẹn đâu đó bạn tụi mạo nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thìn, từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021, xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn trong tuần mới đang có điểm báo hung vận nhịn hơn hẳn cát vận với bạn sẽ có không ít sóng gió xảy đến và bạn tuổi thìn cần phải sẵn sàng tâm lý để đương đầu với mọi chuyện khó khăn trắc trở có thể ập tới bất cứ lúc nào bạn đang cảm thấy mình mất đi phương hướng không biết nên làm gì để có thể cải thiện được tình hình hiện tại nữa và thời điểm đầu tuần với bạn tuổi thìn lại đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh chưa trở cho bạn dù có gặp khó khăn thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi bản mệnh sẽ tự mình xử lý được vấn đề Điều quan trọng là bạn cần phải tin tưởng vào bản thân, bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người, nhưng nhớ là quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn. Càng về cuối tuần, tình hình tài chính của bản mệnh tuổi thìn càng được cải thiện rõ rệt bởi bạn đang có được thiên tài hỗ trợ cho bạn để cải thiện về tiền bạc. Đối với những ai làm kinh doanh, buôn bán, rất vượng vận về tiền bạc. Còn đối với những bạn làm công ăn lương nên có kế hoạch quản lý về tài chính cho khoa học hơn để duy trì được nguồn tiền bạc ổn định. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong tuần mới này, trong tuần, bạn đang có được sao thái âm chiếu mệnh, chủ về đào hoa trợ mệnh nhưng vẫn chưa đủ để khiến cho chuyện tình cảm của bạn có được sự khởi sắc rõ rệt và nguyên nhân nằm ở chính bạn. Dường như với bà tử thìn đang để cho sự bướng bỉnh, cứng đầu của mình phá hủy đi nhân duyên ở quanh bạn cho nên thật khó để có được đào hoa rực rỡ như mong muốn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo bước sang tuần mới không được sáng sủa cho lắm, có thể là do bạn sắp xếp kế hoạch chưa thực sự thích hợp. Cho nên, mọi thứ chồng chiếu lên nhau, việc thì thiếu thời gian, việc lại thừa thời gian để thực hiện. Và với bạn tuổi tỵ trong tuần mới này lại đang gặp thiên quan chiếu mệnh ở đầu tuần. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên giữ những quan điểm quá cứng nhắc của mình. Thậm chí là cách bạn không tiếc lời công kích những ai có ý kiến trái chiều có thể chính là nguyên nhân khiến cho bạn rức họa tiểu nhân, mất thời gian giải quyết những rắc rối không đáng có. Ngoài ra, với bạn tuổi tỵ trong tuần mới này, bạn cũng nên tránh những xung đột về lợi ích với những người quen thân trong tuần do tỷ kim chiếu mạnh gây ra có thể làm dạn nứt tình cảm đôi bên càng là người thân quen lại càng gây mít lòng vì tiền bạc đừng có lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên hết như vậy bạn tuổi tỵ nhé và trong tuần mới này với bạn tuổi tỵ cũng đang có sao thái dương chiếu mệnh với bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu nhân duyên khá tốt đẹp đối với những ai đang còn độc thân thì nên mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, không nên dành quá nhiều thời gian cho thế giới riêng, bạn cần phải mở rộng lòng mình hơn để cho mọi người xung quanh có được cơ hội hiểu rõ hơn về con người của bạn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tử ngọa đầu tuần đang có được chính quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi ngọa nên tận dụng cơ hội này để thể hiện năng lực của mình. Bạn mệnh có thể sẽ nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ phía cấp trên và đây mới chỉ là tiền đề để cho bạn vươn tới những mục tiêu cao xa hơn chứ cơ hội thăng tiến của bạn chưa thực sự rõ ràng vào thời điểm này cho lắm nhé và tuần mới này với bạn tuổi ngọ vận trình tài lộc của bạn cũng khá là hanh thông song bạn mệnh cũng nên chú ý nếu như có ý định cầu tài thì nên chờ tới cuối tuần để cho khả năng thành công cao hơn thiên tài chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi ngọ có những ý tưởng mới mẻ và độc đáo nhờ thế mà bạn dễ dàng có được những cơ hội phát triển ý tưởng của mình thành hiện thực tuy nhiên với bạn tuổi ngọ bước sang tuần mới này cũng đang gặp thái tuế là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi ngọ chú ý đi đứng cẩn thận để phòng tai họa lớn xảy ra. Ngoài ra, với bạn cũng cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của mình thật tốt. Thời điểm nóng nóng, bạn nên bổ sung nhiều nước cho cơ thể để không bị mất nước, kiệt sức, suy kiệt. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này, vận trình tình cảm của bạn lúc này có vẻ như đang đi theo chiều hướng xấu. Thứ tình cảm ngọt ngào mà bạn hằng mong đợi dường như vẫn ở quá xa tầm tay. Bạn nên hiểu rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc. Vì thế, đừng có chấp nhận điều gì tạm bỡ hay là mập mờ không rõ ràng. Ai đang còn độc thân nên cẩn thận với những lời hứa suông nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi bước sang tuần mới đang có được báo hiệu, có được cắt tinh trợ mệnh, công việc của bạn tiến triển khá tốt đẹp và bạn tuổi mùi trong tuần đang được vận quý nhân giúp đỡ cho nên với bạn nhìn rõ được bước đường mình cần phải đi không còn chần chừ hay là do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa bạn mạnh tuổi mùi là người biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện không ngại gian khổ khó khăn có thể gặp phải với bạn cũng là người kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng từ bỏ một cách dễ dàng thành công sẽ sớm đến với bạn mà thôi con đường tài lộc của bạn tuổi mùi trong tuần mới này ạ lại đang có điểm báo không được vượng cho lắm đầu tuần với bạn dễ mất tiền vào những chuyện chẳng đáng thế nhưng bạn mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho bạn công việc làm thêm giúp cho bạn gia tăng nguồn thu nhập cho mình mà thôi bên cạnh đó về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong tuần mới này do hung vận điêu bám cho nên mối quan hệ tình cảm giữa bạn mệnh và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt với bạn tuổi mùi, không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn của mình ở bên bạn nữa. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía thì mới có thể bền chặt được bạn tuổi mùi nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân, từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021, xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân bước sang tuần mới đang có điểm báo hung cát đan xiên chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng chẳng thiếu nhất là do ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh cái điều này có thể làm cho bạn thất vọng về mối quan hệ xã giao mà mình đã bỏ ra nhiều công sức để xây đắp từ trước tới nay nhưng lại chẳng phát triển được như bạn mong muốn Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân cũng đang gặp họa kíp tài ngáng trở. Cái điều này làm cho bản mệnh nên cẩn trọng với những quyết định về đầu tư tài chính, kéo lại dễ bị kẻ xấu lừa gạt về tiền bạc. Và nếu như có cơ hội phát tài thì có thể xem xét tình hình cho thật kỹ càng. Thiên tài xuất hiện vào thời điểm cuối tuần, bản mệnh nên chăm chỉ dành thời gian để kiếm tiền thay vì nghỉ ngơi quá nhiều bạn tuổi thân nhé. Bên cạnh đó, trong tuần mới này với bạn tuổi thân cũng đang gặp sao thiên cậu chiếu mệnh, chỉ ra rằng bạn mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù bạn có đang bận rộn đến thế nào đi chăng nữa mà thấy cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia thường xuyên xảy ra tranh chấp trong tuần. Vì vậy mà điều đôi bên cần phải làm là kiềm chế sự nóng nảy, nhường nhịn nhau một chút để nhà cửa được in bình. Nếu như đang nuôi con nhỏ, bạn cũng cần phải chú ý cách cư xử, ứng xử để làm gương cho con cái, không nên có những hành động thái quá gây ấn tượng xấu cho con trẻ. từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Từ vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy với những ngày đầu tuần của bạn tuổi Dậu có thể là thời điểm khó khăn nhất của bạn mệnh. Bạn dễ vướng vào thị phi hoặc là vấn đề liên quan tới tiền bạc, các mối quan hệ do có sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Dậu đủ bình tâm suy xét thì mọi chuyện sẽ được tháo gỡ rất nhanh chóng mà thôi. Càng về cuối tuần, vận trình của bạn tự dậu càng có được sự khởi sắc rõ rệt. Dù trước đó có phải chịu tổn thương về tinh thần, lẫn tiền bạc, nhưng bạn đủ lạc quan để vượt qua được tất cả và niềm tin lại đến khi có được thiên ấn chiếu mệnh chia chở cho bạn, để cho bạn được làm điều mình mong muốn, điều mình thích và tập trung vào đó, quên hết những điều phiền não. Nhất là khi trong tuần mới này với bạn tuổi giàu đang có được sao Thiên Đức chiếu mệnh, họ trợ rất tốt cho công việc và con đường thăng tiến của bản mệnh nữa. Nếu như bạn tuổi giàu biết nắm bắt được cơ hội tốt, bạn có thể sẽ được ghi nhận trong sự nghiệp hoặc là kiếm về một khoản tiền kha khá bù đắp lại khoảng thất thu lúc trước đó về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong tuần mới này xem tử vi cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang có được những tín hiệu khởi sắc đáng mừng khi các cặp đôi dần vượt qua được những mâu thuẫn đối nghịch nhau trong khoảng thời gian vừa rồi quả đúng là mâu thuẫn nào cũng có thể vượt qua được khi cả hai chịu ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn và cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trước đó nữa nhé Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vào khoảng thời gian đầu tuần, bạn tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều vấn đề trong công việc do chịu ảnh hưởng xấu của thiên quan chiếu mệnh. Kẻ xấu đơm đặt, bịa đặt những điều sai lệch làm ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của bạn trong mắt đồng nghiệp và với bạn tuổi Tuất sẽ phải mất nhiều công sức để bình lặng lại mọi chuyện. Nhưng với bạn tuổi Tuất, mọi chuyện sẽ dần ổn định hơn từ giữa tuần trở đi khi bạn đã gặp được chính quan đỏ mệnh. Quả đúng là cây ngay không sợ chết đứng. Bạn tập trung làm việc hết sức mình và thành quả chính là cách bạn đáp trả lại những chiêu trò xấu của những kẻ tiểu nhân. Khoảng thời gian cuối tuần lại là thời điểm cho bạn tuổi Tuất làm ăn, kinh doanh khi bạn đang có được chính tài hỗ trợ và thiên tài phù trợ. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất vẫn cần phải cảnh giác với những kẻ tiếp cận cố tình hãm hại mình để không bị lừa gạt về tiền bạc. Trong tuần mới này, bạn tuổi Tuất cũng đang gặp Bạch Hổ là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không được thuận lợi như ý. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của bản mệnh, khiến cho bạn tuổi tuất cảm thấy mệt mỏi và dễ bị sa sút ủ dột nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi hỏi, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi hỏi, thầy tử vi chỉ ra rằng công việc và các mối quan hệ của bạn tuổi hợi trong tuần mới này có vẻ như là được suôn sẻ hơn trước rất nhiều với những rắc rối từ tuần cũ cũng được bạn lần lượt xử lý gọn gàng nếu việc gì cần ai đó giúp sức bạn cũng cứ nhờ họ hỗ trợ vì chắc chắn mọi người đều vui vẻ giúp cho bạn như cách bạn đã giúp đỡ mọi người trước đó và dù những ngày đầu tuần với bạn mệnh tuổi hợi có chút trở ngại do ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh gây ra. Có lúc với bạn tuổi Hợi cảm giác như gần mất đi sự khống chế khiến cho bạn muốn xả cơn giận ra cho thỏa lòng. Nhưng may mắn là bạn đã cố gắng kiểm soát được tình hình. Càng về cuối tuần tình hình càng dễ thở hơn khi mọi thứ đều được bạn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên á trong tuần mới này với bạn tuổi hợi, bạn cũng cần phải đề phòng thời điểm giữa tuần đang có kíp tài giáng họa, tiền bạc có thể sẽ hao hụt khá nhiều. Bạn mệnh cũng cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định trong việc chi tiêu, mua sắm. Bạn cần phải suy nghĩ xem đó có phải là món đồ bạn đang thực sự cần hay là không. Nếu không thì dễ tán tài tán lộc lắm đó bạn tuổi hợi nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, các chuyện tình cảm của bạn không có nhiều biến động trong thời điểm này. Cả hai vẫn dành cho nhau thời gian để tìm hiểu về đối phương và không có chút vội vàng khi còn chưa nắm chắc về tình cảm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!